Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin số 69 của Giác Ngộ TV, kênh truyền hình trực tuyến của Báo Giác Ngộ. Chương trình Điểm tin hôm nay, thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 2020 với những tin tức đáng chú ý sau đây. Sắp phát hành Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam. Kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa 15 Học viện Phật Giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều gia đình nhận dạng được hũ tro cốt người thân tại chùa Kỳ Quang 2. Hoạt động thuyết giảng các khóa tu học trở lại bình thường tại thành phố Hồ Chí Minh. Kỷ niệm thành lập 133 năm trường đại học Mahachulalongkorn Rajavidyalaya tại Thái Lan. Chiều ngày 10 tháng 9, tại tòa viện trưởng tọa lạc tại số 750 Nguyễn Kiệm, phường Tư, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đã chủ trì phiên họp thảo luận công tác biên tập ấn hành Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam. Tại đây, lãnh đạo phụ trách các trung tâm trực thuộc báo cáo về công tác biên tập, phiên dịch các tác phẩm được giao. Theo đó, công việc bước vào giai đoạn hoàn thành. Nếu thuận duyên, có thể cho ra đời các ấn phẩm đầu tiên của Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam hướng đến chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thay mặt Trung ương Giáo hội phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự đã tán dương những đóng góp của Hòa thượng Viện trưởng đương nhiệm cùng Chư Tôn Đức trong công tác ấn hành Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích Đức Thiện cho rằng công trình cần đảm bảo chất lượng, không phải đặt mốc thời gian để chạy đua và nên có chương trình đào tạo nguồn nhân lực để đảm bảo công tác phiên dịch có đội ngũ kế thừa. Đúc kết, Hòa thượng Thích Giác Toàn ghi nhận những ý kiến phát biểu của Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các ý kiến đóng góp xây dựng khác. Theo Hòa thượng, cần cẩn trọng và cân nhắc kỹ khi biên tập, hiểu đính những tác phẩm đã được Chư Tôn Đức phiên dịch trước đó. Công tác biên tập và phiên dịch đã giao cho các trung tâm phụ trách cũng cần xúc tiến. Các nội dung đã được triển khai tại các phiên họp trước vẫn được tiến hành. Dịp này, Viện cũng công bố quyết định bổ sung chức danh Phó Ban Biên tập và ấn hành Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam cho Giáo sư Tiến sĩ Lê Mạnh Thác và Thượng tọa Tiến sĩ Thích Đức Thiện. Sáng ngày 13 tháng 9, Học viện Phật Giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 2, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã trang trọng diễn ra lễ khai mạc kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa 15. Ban đạo từ tại lễ khai mạc kỳ thi, trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, phó pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng chứng minh, viện trưởng học viện, chủ tịch hội đồng tuyển sinh cho biết, học viện được thành lập từ năm 1983, tiền thân là trường cao cấp Phật học Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, khóa đầu tiên tổ chức tuyển sinh không quá 60 tăng ni sinh. Cho đến nay, học viện có thể đại diện cho Việt Nam trên trường quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo Phật học. Nhiều tăng ni sinh thuộc các khóa 1 đến khóa 10 sau khi tốt nghiệp đã quay lại trường phục vụ công tác đào tạo của học viện. Một số khác vẫn đang học tập và nghiên cứu tại các trường Phật học trên thế giới. Hiện tại, học viện có đội ngũ giảng viên trên 100 tăng ni có học vị tiến sĩ. Được sự giúp đỡ của các cấp giáo hội và chính quyền, học viện tại cơ sở 2 đã hình thành, phát triển và đang trong quá trình chuyển mình, từng bước đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt và tu học nội trú cho tăng ni sinh từ khóa 11 đến nay. Với khóa 15 này, các tiện nghi đã đầy đủ, có thể đáp ứng nhu cầu tu và học của tăng ni sinh trúng tuyển hoàn toàn miễn phí trong môi trường nội trú. Hòa thượng viện trưởng nhấn mạnh giá trị và ý nghĩa của việc tu học nội trú mà học viện đã triển khai trong thời gian qua. Ngài còn nhắc nhở tất cả tăng ni thí sinh về hoài bão và chí nguyện xuất gia. Nếu sống đúng với tinh thần giới luật, pháp luật và giáo lý nhà Phật, sau này các vị sẽ trở thành người tu sĩ tốt, người công dân tốt và người truyền giáo mẫu mực của Phật giáo Việt Nam. Trong kỳ thi này, học viện đã nhận 596 hồ sơ đăng ký dự thi từ 46 tỉnh thành, bố trí 20 phòng thi. Trong đó, mỗi phòng thi có từ 15 thí sinh, phòng thi lớn nhất có 90 thí sinh. Số lượng Chư Tôn Đức giám thị và giám sát kỳ thi là 50 vị, đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc. Được biết, sáng ngày 15 tháng 9, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Hội đồng điều hành học viện cũng đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh đợt 2 khóa 11. Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế tổ chức kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa 11, đã xét duyệt 206 hồ sơ của các tăng ni thí sinh toàn quốc đủ tiêu chuẩn theo quy định được tham dự kỳ thi. Do dịch COVID-19 nên học viện tổ chức hai đợt thi. Kỳ tuyển sinh đợt 1 diễn ra vào ngày 21 tháng 8, có 101 tăng ni trúng tuyển. Đợt 2 có 76 hồ sơ đủ điều kiện tham gia dự thi.
Vâng, thưa quý vị, trong những ngày qua, việc sắp xếp để các gia đình đến nhận dạng các hũ tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2 được diễn ra tốt đẹp nhờ sự bình tĩnh và hợp tác đầy cảm thông của các gia đình. Tính đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2020, có 493 trên 883 hũ tro cốt đã được gia đình xác nhận. Cùng với hàng trăm hũ tro cốt đã được xác nhận đó, các gia đình đã nhận dạng được 14 ảnh thân nhân do chỉ gửi hình không gửi tro cốt. 41 hũ tro cốt đã nhận dạng nhưng còn nghi ngờ, số chưa nhận dạng là 118. Có tổng số 390 gia đình đăng ký thông tin nhận dạng và bày tỏ nguyện vọng. Chùa tiếp tục để các gia đình đăng ký thông tin, sắp xếp để các gia đình chưa nhận dạng đủ số hũ cốt đã đưa vào chùa vào nhận dạng lại. Thông tin sơ bộ thể hiện qua việc đăng ký với chùa trong những ngày qua cho thấy có nhiều hũ cốt gửi vào hiện không rõ thân nhân. Tuy nhiên, hiện nay, những thông tin liên quan đến chùa Kỳ Quang 2 đang được các YouTuber lạm dụng vấn đề dư luận quan tâm, giật tít và đưa lên mạng xã hội với mục đích câu view ngày càng nhiều, gây nhiễu loạn thông tin. Hàng ngày có nhiều người dân tới chùa Kỳ Quang 2, trong đó có cả những người không gửi tro cốt thân nhân tại đây, đặc biệt là nhiều YouTuber tập trung để quay phim, ghi hình, phỏng vấn, dẫn chuyện, rồi đưa lên mạng xã hội theo cách riêng và mục đích cá nhân. Nhiều thông tin cho rằng Hòa Thượng Thích Thiện Chiếu đã tuyệt thực từ ngày 5 tháng 9 năm 2020, được một số YouTuber tung lên mạng xã hội đã khiến dư luận xôn xao. Trên thực tế, Hòa Thượng Thích Thiện Chiếu vẫn ổn định. Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Gò Vấp và Chư Tăng đệ tử Hòa Thượng trú xứ tại chùa Kỳ Quang 2 cho biết không có chuyện Hòa Thượng tuyệt thực hơn tuần qua như phỏng đoán và lời đồn thổi. Liên quan tới các cháu nhỏ tại Trung tâm Từ thiện Xã hội Chùa Kỳ Quang 2 bị các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, nghi ngộ độc thực phẩm, các em đã bình phục, được cho xuất viện vào tối ngày 10 tháng 9 và những ngày sau đó đã đi học và sinh hoạt bình thường. Thưa quý vị, Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh có thông báo gửi đến Chư Tôn Đức Giảng sư Ban Hoằng Pháp thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì các cơ sở tự viện trong thành phố có sinh hoạt thuyết giảng Phật Pháp định kỳ sau khi tạm dừng các hoạt động đông người để phòng chống dịch COVID-19. Nay các đạo tràng tu học thuyết giảng được trở lại bình thường. Theo đó, thực hiện tinh thần chỉ đạo Ban Trị sự Phật giáo thành phố về việc sinh hoạt tôn giáo bình thường trước diễn biến mới trong phòng chống dịch COVID-19 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2020 của Ban Hoằng Pháp Phật giáo thành phố, các hoạt động thuyết giảng Phật Pháp trở lại bình thường. Chư Tôn Đức trụ trì các cơ sở tự viện trong thành phố, Phật tử các đạo tràng, các lớp giáo lý, lịch tu học bắt đầu trở lại bình thường mới từ ngày 12 tháng 9 năm 2020, nhưng phải tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như trang bị máy đo thân nhiệt, vệ sinh khử khuẩn, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang. Các Phật tử tham dự phải kiểm tra nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 9 vừa qua, Đại học Mahachulalongkorn Rajavidyalaya, gọi tắt là MCU ở cố đô Ayutthaya, một trong những trường đại học Phật giáo lớn ở Vương quốc Thái Lan, đã tổ chức lễ kỷ niệm 133 năm ngày thành lập. Sau khi thực hiện nghi lễ thắp nến, dân hương cúng dường chư Phật, khai mạc buổi lễ, Hòa Thượng Viện trưởng tuyên đọc lịch sử hình thành và phát triển của Đại học MCU trong những năm vừa qua. Qua đó cho biết, trường được vua Chulalongkorn thành lập vào năm 1887. Trường hiện có 4 khoa, bao gồm Phật học, Nhân văn, Giáo dục và Khoa học Xã hội, đại diện Phật học quốc tế, bao gồm 2 chương trình hệ tiếng Anh và tiếng Thái. Hiện nay có 19.652 sinh viên nghiên cứu sinh theo học từ bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của 2 chương trình Anh-Thái. Theo truyền thống hàng năm, các câu lạc bộ sinh viên mỗi nước thiết kế một khu vực nhỏ để quảng bá và truyền đạt những thông điệp đặc sắc về văn hóa Phật giáo của các quốc gia mình. Bên cạnh đó, dịp này trường còn tổ chức hội thảo quốc tế chủ đề Sự thích ứng của Phật giáo trong bình thường mới nhằm chia sẻ quan điểm về cách ứng dụng giáo lý nhà Phật vào cuộc sống hiện tại của mỗi người trong đại dịch toàn cầu COVID-19. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin trong tuần số 69 với nhiều hoạt động sự kiện Phật giáo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi điểm tin của Giác Ngộ TV, kênh truyền hình trực tuyến của Báo Giác Ngộ. Kính chúc quý vị nhiều an lành và hẹn gặp lại trong các bản tin của Báo Giác Ngộ.